Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Lạc Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 127 của bộ truyện dài tập Ngược về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan qua phần thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện các bạn hãy để lại một like, một share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. mọi sự động viên ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn và bây giờ để không mất thời gian mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện theo tập trước lại nói liễu phi vũ nghe ra trong giọng nói của hắn có điểm khác thường không kiềm nổi từ trong ngực của hắn ngẩng đầu lên mở to đôi mắt trong suốt hỏi là là ai vậy lý đại nghĩa cười ha hà nói à, 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 à có thể là ai được đấy chính là cố nhân cũ của di lạc giáo chúng ta kìa là kẻ hủy hoại kế hoạch thành tích hoàng đế cướp đại quyền của chúng ta dương lăng dương hầu gia lý đại nghĩa ánh mắt sáng rực từ trong sâu thảm long lên một tia sắc bén giống như loài lang sói, đã lựa chọn được con mồi vậy nếu phi vũ phát hiện có mùi nguy hiểm lên nắm chặt tay của hắn giọng nói run rẩy tự hào ngươi ngươi muốn làm gì vậy người kia thật đáng sợ ngươi không nên đối đầu với hắn ta nếu chẳng may ngươi xảy ra chuyện gì ta phải làm sao đây hai tứ của chúng ta phải làm sao ánh mắt của lễ đại nghĩa chuyển thành dịu dàng hắn thấp giọng nói nhà đầu ngốc ta vốn muốn ở bên cạnh chờ ngươi sinh đứa nhỏ lại đưa ngươi về thánh giáo phụ thân của ta dù nghiêm khắc thế nhưng ông đã có tôn nhi sao có thể nhẫn tâm thương tổn ngươi được chỉ có điều ánh mắt của y hướng về phía bóng đêm mờ mịt sâu kiến nói ta coi như đã mất đi vị trí thiếu giáo chủ bây giờ chính là cơ hội nếu có thể thay thánh giáo loại trừ kẻ thù lớn nhất là dương lăng này ta không những có thể lập công trục tội ngay cả khả năng trở thành giáo chủ cũng có cơ hội thực hiện chuyện này đáng để cho ta mạo hiểm một lần không, không, van cầu ngươi, không cần nghĩ đến cái gì mà giáo chủ. Tự hào à, chúng ta an ổn mà sống đi. Ta không bao giờ muốn nghĩ đến những chuyện lo lắng sợ hãi như vậy nữa đâu. Coi như là vì ta, vì hài tử của chúng ta. Bỏ đi, tự hào. Chính là vì ngươi, vì hài tử của chúng ta, ta mới nhất định phải thử một lần. Lý Đại Nghĩa hào khí ngất trời mà nói. Ta đường đường là một đại nam nhân, sao có thể sống cả đời tầm thường được? Sao có thể khuất phục người khác? Mặc người khác sẽ khiến đấy, ta làm giáo chủ hai từ của chúng ta chính là thiếu giáo chủ tương lai rất có thể sẽ trở thành hoàng đế kìa hoàng đế thì mãi mãi sẽ là hoàng đế mãi mãi là kẻ đứng trong thiên hạ điều này đáng giá cho mọi sự hy sinh mặc cho có nguy hiểm thế nào đi chăng nữa nhìn liễu phi vũ đang dùng ánh mắt lo no lắng sợ hãi nhìn mình lý đại nghĩa bỗng nhiên mừng rỡ nói phi vũ Người bây giờ không hề oán hận ta nữa hay sao Yên tâm đi Ta cũng không phải là kẻ hành động lỗ mãng Một khi cơ hội đã tới Ta sẽ hành động Nhưng nếu không nắm chắc thành công Ta nhất định sẽ không xuất thú Không ra tay Ta vĩnh viễn còn có cơ hội Một khi buông tay Cơ hội như vậy sẽ không bao giờ đến nữa Đây là điều phụ thân đã dạy ta Cũng là nguyên tắc sống của ta Người cứ yên tâm đi Lý Đại Nghĩa lộ ra mỉm cười nói Ngủ đi vì vũ sáng mai tiếp tục lên đường ta sẽ tìm một nơi an toàn cho ngươi ở tám sau đó sẽ tới thành đô bất kể có cơ hội hay không dù thành công hay là thất bại ta nhất định còn sống trở về gặp ngươi giọng nói thành thật đáng tin của y khiến cho liễu phi vũ không cách nào tiếp tục phản đối sự tự tin tràn ngập của hắn làm cho kẻ hoảng sợ không nơi nương tựa như nàng có một chút tin tưởng liễu phi vũ dựa vào trong lòng của y rất lâu sau đấy rất cuộc cũng chậm rãi gật đầu khó trách vì sao thanh thành cuồng sĩ lại phải như vậy mà cuồng ngạo kẻ càng tự ti lại càng tự kỷ tỏ ra cao ngạo đúng là không sai chút nào y có ba người bằng hữu một là vương tử một là con trai của đại học sĩ nghi tân lại là thân phận hoàng tộc xuất thân tiến sĩ lư sĩ kiệt nếu không cuồng một chút bên ngoài khoác lên vẻ đạo mạo ngông cuồng thì làm sao có thể so sánh với bọn họ được đây lúc bấy giờ dương lăng được lưu đại bồng trì đỡ lấy chân bước lưu siêu về chỗ ngồi vừa đi lại vừa suy nghĩ. Hắn hiện tại không cần uống rượu cũng thấy chóng váng. Chu Huyền Y đích thực là như tử thứ hai của Thục Vương. Sự thật này có đánh vỡ đầu hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Họ hàng trực hệ của phiên vương và đại thần một chiều không được phép kết giao. Cũng khó trách Chu Huyền Y vì sao không nói ra tên cúng cơm của mình. Cuối cùng vẫn phải dựa vào mấy lời bóng gió của Lý An mới biết được thân phận của Y. Y tuy chỉ là con vợ lẽ của Thục Vương nhưng thân phận rõ ràng vẫn cao hơn Lý An là kẻ ngoại thích quan hệ hoàng tộc cực xa cho nên tự nhiên bản thân lý an sẽ có chỗ đố kỵ đáng tiếc đáng tiếc cho một nhân tài như vậy thế nhưng lại có thân phận này hắn cũng không có cách dùng y điều đáng mừng chính là quan hệ của y và thắc mặt tiểu thư không bình thường một nữ nhân thanh cao kiêu ngạo đến như vậy ở trước mặt người trong lòng mình điều gì cũng sẽ nói chuyện để ý trong lòng nhất định sẽ nói với chu nhượng cận với tài cán và sự khôn khéo của chu nhượng cận không nghi ngờ gì y sẽ tự mình tới điều tra thuộc phương như vậy Kẻ đánh rắn động cỏ tự nhiên là đã thành Bước tiếp theo phải xem kẻ đóng giả thanh cao sống trong thanh dương cung rồi Thục chư vương chu khách hãn nghe được chu nhượng cận bẩm báo sẽ có phản ứng như thế nào Dù là ông ta có âm hiểm giảo hoạt, lòng dạ thâm sâu như thế nào Nói đến chuyện mưu phản là đội tội chu di Ông ta cũng sẽ không thể bình tĩnh mà không có bất cứ hành động gì ứng phó Đến lúc đấy chính là cơ hội của hắn đã tới dương lăng suy tư trở về phòng nằm xuống trên giường trúc mát mẻ gió bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi tới một trận khoan khoái thật sự là khắp người dễ chịu hắn thoải mái khoắt tay nói người cứ cho thêm nước và ấm trà ở trên bàn rồi đi nghỉ đi giọng hắn có vẻ là nhẹ say lưu lại bồng trùy vâng một tiếng dắt thêm nước vào trà rồi nghiêng mình đi ra ngoài ở trong phòng anh nến còn chưa cháy hết dương lăng nằm trên chiếu trúc gối lên gối trúc mơ màng một lúc lâu rồi mới cởi thắt lưng bên hông xuống sạch một tiếng, hắn luôn cả đám hỏa thương rơi xuống. Hắn ngồi dậy, vừa muốn uống mấy ngụm trà rồi đi ngủ, bỗng nhiên ngoài cửa chợt vang lên tiếng người tinh tế nói: "Dương đại nhân, ngủ rồi sao?" Dương Lăng với tay mò tới tay cầm hỏa thương, lặng lẽ mở chốt, nắm chặt hỏa thương ở trong tay, hắn trầm giọng hỏi: "Là ai?" Bốn phía đều có thị vệ của hắn canh gác, tất cả đều là trạm khác cố định. Ngay phía bên ngoài lại có Ngô An Siêu chỉ huy đám lăng binh tuần tra ở khắp nơi, về lý sẽ không thể có nguy hiểm gì tuy nhiên cẩn thận một chút vẫn hơn dương lăng chăm chú nhìn về phía cửa lại thấy tống tiểu ái chậm rãi mở một khe cửa đôi mắt đen lấy đảo khắp nơi rồi thò đầu vào nói nhỏ đại nhân ta tiến vào nha nói xong nàng liền tiến vào rón rén đi tới dương lăng biết tống tiểu ái và tiểu ngũ có tình ý với nhau biết nàng tuyệt đối sẽ không có ý tưởng xông vào ôm lấy mình thế nhưng cô nam quả nữ nửa đêm ở trong phòng hành động của tống tiểu ái lại quá mức bí hiểm hắn trong lòng vẫn là không nhận được nhảy dựng lên tống tiểu ái đi tới trước mặt dương lăng không tự nhiên hơi lùi lại thân hình tống tiểu ái tầm mắt hạ xuống cười hiếp mắt nói đại nhân buồn ngủ sao ta chỉ muốn hỏi một câu thôi người từng nói rùa từ trên trời rơi xuống đập trúng một người chọc có phải con rùa đó bị gió to cuốn lên trời hay không à dương lăng giờ khóc giờ cười hắn đúng là hết cách đối với bảo bối đang tò mò kia đơn giản đáp À, đây là chuyện có thật bởi vì con cần kền khi tóm được con mồi có vỏ cứng sẽ từ trên cao thả xuống dưới một tảng đá làm cho vỏ cứng bị vỡ kìa sau đó mổ thịt con mồi ở bên trong vỏ con cần kền kèn đã nhầm cái đầu chọc là tảng đá nên đã lập tức thả con rùa nó bắt được rơi xuống kết quả là lập chết người kia tống tiểu ái cười ngặt nghẽo vui vẻ nói ở trên đời lại có loại xui xẻo như vậy sao kiểu chết có tin như vậy cũng thật là uất tức ca. Ta ta hiểu rõ rồi, lần này ta cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi. Nàng vui mừng đi ra cửa, bóng cửa híp mắt quay đầu lại nói: "Nếu như Tiểu Ngũ có hỏi, đại nhân ngàn vạn lần cũng đừng nói cho hắn biết nghe chưa?" Dương Lăng không nhịn nổi cười, hắn uống chén trà xong lại trở về giường, nằm xuống, ngón tay chạm vào chuôi cầm của hỏa thương, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý. Loại chết rưỡi xẻo có tin như vậy sao? Đây là một loại hỏa thương vừa mới được chế ra, độ an toàn không cao. A à, Đức Ni đã bị thương khi để họng súng chia xuống chân phía trước, ta giấu trong người, họng kề sắt thân mình, ngồi xuống liền bị chống vào bụng, điều này cũng quá nguy hiểm rồi. May mà Tống Tiểu Ái vừa rồi nhắc nhở, bằng không không cẩn thận thường tổn chính mình thì đúng là vừa khó tin lại vừa uất đức cả. Chuyến đi tứ xuyên lần này, ta không phải đang đối đầu với người khác mà chính là đối đầu với số mạnh kia và từng thời từng khắc cũng chính là sự chiến đấu sinh tử nguy hiểm đúng là không biết có thể đến từ đâu cả mà không được ta phải chú ý mọi khả năng nguy hiểm có thể xảy đến bên trong bên ngoài hay là cả những nguy hiểm không ngờ tới nữa kìa sang đến canh ba trong phòng ánh nến vẫn chưa tắt dương lăng mặc nội y ngồi ở trước bàn trên bàn bày biện một bộ nhuyễn giáp hai đồng ám tiễn hắn cầm trong tay một cây hỏa thương trong đầu không ngừng cân nhắc muốn tìm ra vị trí tốt nhất an toàn nhất để giấu vũ khí tống tiểu ái nằm trong phòng ánh trăng xuyên qua cửa sổ le lói vào từng tia sáng như sương xa đã biết được đáp án nàng đắp một chiếc chăn mỏng quấn mình lại gương mặt trong lúc ngủ mơ màng lộ ra ý cười thỏa mãn ngọt ngào hình như còn phát ra tiếng ấy o o đường đi đất thục khó khăn khó như đi lên trời vậy từ xa đã nhìn thấy thành đô đoàn rước khâm sai mới tiến vào được một đường lớn quan viên nghênh đón từ mười dặm lúc này cưỡi ngựa đi phía trước nhìn thấy đám quan viên tam ti cùng với đám thân sĩ các nhân vật có tiếng đều đã đứng ở dưới đứng thành hàng nghênh đón dương lăng cũng chui ra khỏi xe ngồi trên lưng ngựa cùng đám thị vệ thân cận đi xung quanh chậm rãi đi về phía trước tống tiểu ái vẫn một thân y phục màu lam của nữ tử trắng da, cổ đeo một sợi dây chuyền ngồi trên lưng ngựa nhìn xung quanh lộ ra nét mặt đầy sức sống nàng vừa nhìn đến đây thấy dương lăng ngáp một cái vội nhỏ giọng nói với ngô hân siêu tiểu ngũ ngươi xem kìa dương đại nhân hình như đêm qua ngủ không được ngon trong rừng trúc đủ các loại côn trùng chim chóc kêu vang hẳn là đại nhân thấy không quen rồi ngô hán siêu cũng ngáp một cái nói không phải đâu đại nhân phải suy nghĩ nhiều chuyện hẳn là rất hao tổn tâm tư tống tiểu ái tò mò nói ồ thế ngươi vì sao cũng giống như ngủ không ngon vậy sau nửa đêm không phải phiên đại bồng trùy tuần tra hay sao ngô hán siêu cười gượng hai tiếng nói À, à, ta ta phải làm rất nhiều việc cho nên rất thao tổn sức lực kìa tống tiểu ái hứ một cái rồi lại lườm hắn động tác hết sức đáng yêu quay đầu đi nét mặt của ngô hán siêu lập tức cu sầu vài phần sắp phải về nhà ta rồi đột nhiên dẫn theo thê tử trở về cũng không biết phụ mẫu ta có thích hay không nhà đầu ngốc nhà ngươi kê cao gối mà ngủ ta thì trong lòng lo lắng phải truy trước tính sau suy nghĩ như thế nào mở miệng cùng với phụ mẫu là còn phải nghĩ đến chuyện con rùa hôm đó ta ngủ được sao? Đoàn người ngựa đi tới trước cửa thành, quan viên lớn nhỏ ở thành đô vì khâm sai đại nhân, uy võ hổ ra từ kinh thành đến mà tiền hô hậu ủng. Nhưng nhìn đi nhìn lại, lại chỉ là một đám quan binh đeo khăn lam, mặc vải thô đi giày dơm, đúng là không thể nhịn được, cảm thấy kỳ lạ. Hôm nay cũng xem như là được mở rộng tầm mắt. Người đứng ở cửa thành đón tiếp rất đông, ngoại trừ đám quan viên chính trong các văn bộ, còn có đám đại biểu, sĩ tử, phú thân địa chủ, một đám người chắn hết cửa thành. Theo quy củ, về đội của Dương Lăng phải xếp thành hình cánh nhạn, trái phải tách ra để chủ nhân tiến lên gặp mặt chủ quan nghênh đón. Nhưng về đội của Dương Lăng là người ngựa vừa đi cả 10 dặm đường trong rừng núi, bảo bọn họ dàn trận đánh giặc giết tịch còn được, chứ còn sức đâu để sắp xếp đội ngũ cho có trật tự, diễn sao cho đẹp sao. Bố chính sứ nha môn phụ trách duy trì trật tự của đám quan viên dựa theo những tình huống đơn giản của quan đội bước tới chỉ huy vài cái ngược lại lại biến đám quân lính này thành không biết phải làm sao lại càng hỗn loạn dương lăng đứng ở chính giữa trong đám quân lính nhốn nháo vất vả nửa ngày cũng không chen qua được quan viên đứng hai bên kiếm mũi chân nhìn lên nghe thấy có tiếng võ tướng rõ ràng giống to thét vang ra lệnh lập tức khai thông dòng người lại nhìn đến dương lăng ở giữa đúng thật là không biết nên khóc hay lên cười dân số thành đô lúc này chính là thời kỳ phồn thịnh nhất trong lịch sử tổng số quân dân đạt con số năm mươi chín vạn trong đó hầu hết căn con phố đều đã cực kỳ sầm uất người ở đông đúc phố phường phồn hoa khắp nơi thinh lâu tiểu quán cờ bay phấp phới sự đông đúc này làm người ta khó lòng tưởng tượng cảnh quân thanh làm sao có thể xông vào như đám mu hồn dễ dàng giết được hết đám người đi đường rồi toàn thành sống sót chỉ còn lại không đủ tám vạn người được trong đám người đến xem dọc đường đi có rất nhiều người dân bản xứ khăn lụa quấn đầu thân hình trắng nón gầy yếu giống như những kẻ khác đến xem chuyện náo nhiệt thế nhưng bọn họ ánh mắt khôn khéo luôn né tránh dương lăng kẻ được tầng tầng thị vệ trang bị đầy đủ bảo vệ mà đặc biệt chú ý tới đám quan viên thân sĩ nghênh đón và những bách tính đang đứng xem những người này một số là hàng ngũ được nội sưởng bí mật chiêu nạp ở thành đô một số là thuộc đội tả vệ phiên của tứ xuyên lần trước cao thủ thân phận và mục đích không rõ ràng xuất hiện ở rừng trúc chuyện lớn như vậy ngô an siêu không dám giấu giếm đã sớm sai người phi ngựa truyền báo cho liễu biêu liễu biêu nghe nói trong lòng hết sức cẩn trương và đến rất nhiều đám lính tinh nhuệ âm thầm tiếp ứng bảo vệ đám lính ở nha môn bố chính sứ vất vả lắm mới làm tình cảnh hỗn loạn trở lại bình thường các nhóm thiết vệ tả hữu tản ra xếp thành năm hàng người dương lăng xuống ngựa bên cạnh là ngũ hoan siêu và tống kiều ái đi thẳng về phía trước đứng đầu là bố chính sứ án sát sứ đô chỉ huy sứ của tứ xuyên đứng phía sau là đám người tham dự chính sự chi phủ đồng chi thêm sự đô sát tiến sĩ và tất cả đám quan viên lớn nhỏ tiến lên nghênh đón đám thân sĩ nhân vật có tiếng thì ở dưới cùng là nụ cười hỗ trợ trong lúc dương lăng cùng đám quan viên nói chuyện tống tiểu ái nhìn khắp các gương mặt đánh giá lại hướng ngô an siêu mà nói nhỏ này tiểu ngũ chăng ngươi là người nào vậy ngô an siêu từ lâu đã nhìn về phía phụ thân lúc này bốn mắt nhìn nhau về mặt cả hai đều lộ ra vẻ kích động lão ngũ cao lớn vạm vỡ dâu dài quá bụng mày rậm mắt sâu uy lực như loài hổ đứng ở trong một đám con văn kẻ yếu thật đúng là giống một con gấu đứng trong bầy cừu uy phong nhất mực tiểu ngũ làm sao có thể nhìn không thấy được ngô hán siêu cố kìm xuống kích động được nhìn thấy người thân nói nhỏ với tống tiểu ái ừ, chính là người mặc bố phục theo hình chim trĩ màu trắng đang nhìn thẳng vào ta cái kia kìa là người nào ồ người nó là người trước ngực áo vẽ hình một con chim cổ dài là vị quan có bộ dâu chữ bắt kia sao Ừ, còn rất trẻ nhưng hai người đúng là rất giống nhau ngô hán siêu trận tròn mắt bất đắc dĩ nói người nhìn kỹ một chút đi tống đại tỷ người kia chỉ đáng tuổi làm đại ca của ta thôi phụ thân là người có bộ dâu dài thật dài đến tận thắt lưng kia kìa người có thấy không tống tiểu ái đôi mắt đẹp căng lên nhìn chợt nói à ta thấy rồi thấy rồi là ông ấy nha phòng thái thật uy mãnh tuy nhiên tầm vóc này có điểm không giống phụ thân của ngươi Quan siêu tức giận nói: Không giống cha ta, vậy chứ giống cha ngươi hay sao? Ừ, đúng là rất giống cha ta, chính là giống bộ dâu rất dài. Tống tiểu ái thật thà đáp: Dương lăng cùng Tam ti đại nhân nói chuyện xong, lại chắp tay nói lời cảm tạ với đám quan viên đã đến nghênh đón. Quan trưởng xã giao, xưa nay đều là như vậy, là lễ tiết không thể bỏ qua được. Bộ chính sứ tứ xuyên An Văn Đào cười nói: Hạnh đại nhân, đại thiên Tuần thú tới thành đô, quan viên và thân sĩ dân chúng trong thành biết tin vô cùng vui mừng từ sớm đã hồi hộp trong trông mong rồi hạ quan ở trong thành đã chuẩn bị thịnh yến để giúp đại nhân tẩy trần nơi đây chặt chối chúng ta tiến vào thành thôi hạ quan sẽ dẫn các vị quan viên đến tiếp kiến với đại nhân dương lăng vút cảm cười nói ah, cảm ơn đã làm phiền an đại nhân và chư vị rồi mọi chuyện xin cứ như bố tránh sứ đại nhân sắp xếp vậy đoàn người tiến vào trong thành dự yến tiệc được chuẩn bị sẵn ở tiểu gia lớn nhất thành đô là cẩm giang tiểu gia tiệc rượu bắt đầu ngũ án siêu lúc này mới có cơ hội một mình đến gặp phụ thân y đi đến bên cạnh phụ thân kích động mà nói hải nhi tham kiến phụ thân đại nhân nói xong hắn liền nhấc áo bào quỳ xuống ngũ văn định nhanh chóng đỡ lấy y cười nói à, đứng lên đây cũng không phải là ở nhà không cần dùng đại lễ như vậy hiện tại ta và con chỉ là đồng sự công tư phải phân minh rõ ràng Nhi tử quý hiền đạt mà trở về nhà Ngũ Văn Định rất là tự hào Các quân viên cùng bàn cũng đều mỉm cười nhìn đến Tuy nhiên phụ tử lâu ngày gặp lại Cũng không để ý đến mà tiếp tục nói chuyện Ngũ Văn Định nhìn ngắm bộ dáng của ái tử Vút dâu cười nói Tốt tốt Chuyện con ở Giang Nam đánh quân hoa Cha cũng nghe nói qua rồi Thật không hổ là người ngũ gia ta Không để cha mất mặt à <laughs> Cha trước đây vốn muốn để cho con tham gia kỳ thi võ cứ như vậy làm quan rồi từ từ tiến thân. Thật không ngờ, con lại may mắn như vậy, lại trở thành thuộc hạ của Dương đại nhân. Hiện giờ, dựa vào công sức chính mình mà lập công lên chức kiêu kỵ đô úy, phẩm bậc không kém gì cha. <laughs> Mẹ con nghe xong chính là vui mừng không kể xiết kìa. Ngũ Văn Định nhận thấy tiền đồ của nhi tử, lời nói ra lộ ra sự hoan hỉ. Ngũ Hán Siêu cũng cười nói: "Mẫu thần biết thái tử có tiền đồ, dĩ nhiên là sẽ thấy vui mừng rồi, nhưng con hiện tại chịu trách nhiệm an toàn của khâm sai đại nhân hôm nay sẽ là không thể trở về gặp mẫu thân được đợi sắp xếp mọi chuyện của đại nhân ổn thỏa con sẽ lập tức hồi phủ ngay ngũ văn định khoát tay nói không cần vội việc công quan trọng hơn nếu đã tới được thành đô rồi thì sợ gì không có cơ hội gặp mặt đây dương đại nhân đã để bạt trọng dũng con phải hăng hái lên mới phải phụ tử hai người đang nói chuyện tống tiểu ái cười hiếp mắt từ đâu chui ra trên mặt che giấu vẻ thiện thùng thoải mái nói Tiểu Ngũ, vị này chính là... Ngũ Văn Định vừa rồi mới biết được hộ vệ của Khâm Sai Đại Nhân đến đất thục là lang quân đất Quảng Tây. Tuy nhiên lại không biết thân phận của Tống Tiểu Ái. Hành tung của Khâm Sai Đại Nhân chính là không thể tùy tiện hỏi thăm được. Ông ta vừa rồi nhìn thấy trong đám lính hộ vệ có một cô nương. Trong lòng đã có cảm giác rất kỳ quái. Còn tưởng rằng Khâm Sai Đại Nhân ngang nhiên mang theo nước quyến cùng đi. Hiện tại nhìn đến cô nương này cũng hiếu kỳ mà nói. Hán siêu, vị cô nương này là... Ngô Hán siêu vội vàng nói với Tống Tiểu Ái: "À, đây là phụ thân của ta, Thành đô đồng chi Ngũ Văn Định, Ngũ đại nhân. Còn đây chính là thống soái lang quân chống quân Hoa, Hoàng thượng đã đích thân phong tham tướng, tổng binh quan, Tống Tiểu Ái, Tống cô nương." Ngô Văn Định vừa nghe liền giật mình, vội vàng thi lễ, cung kính nói: Ở "Hạ quan thất lễ, hóa ra là Tống đại nhân, thật kính, thất kính rồi." Tống Tiểu Ái thấy thế cũng hoàng hốt nàng tuy là thân phận thống soái nhưng đây chính là phụ thân của ngũ An siêu nàng sao dám để ông ta thi đại lễ với mình như vậy tống tiểu ái cuống quýt thi lễ đáp lại lưng cuối càng thấp hơn so với ông luôn miệng nói ngũ đại nhân không cần đa lễ như vậy mau mau xin đứng lên mau mau xin đứng lên đi ngũ văn định vừa mới hơi nâng người lên nhìn thấy địa bộ của nàng lại vội vàng quỳ xuống ông tuy rằng tính cách phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết thế nhưng dù sao cũng là xuất thân lưỡng bảng tiến sĩ trong quan trường vẫn nên tuân theo quy củ là tốt hơn. Hơn nữa, ông bây giờ còn là đại diện cho thanh danh một phủ, cai quản luật pháp nên càng phải coi trọng quy củ. Ông là quan ngũ phẩm, nhưng Tống Tiểu Ái là tham tướng thông lĩnh quân đội, hàng nhị phẩm. Theo quy củ, ông nhìn thấy nàng phải thi đại lễ, đứng với nàng phải đứng phía sau, lùi về phía tay phải. Nếu đi với nàng thì phải theo sau. Nếu không chính là thất lễ, mà ở tứ xuyên các dân tộc thiểu số chiếm số đông, vì triều đình vẫn đáp ứng dùng chính sách hòa dịu, lôi kéo. Hoàng ân đối với quan lại thổ ti là rất lớn, lại rất lễ tiết quý trọng, cho nên hán quan càng phải coi trọng những lễ tiết này để tránh gặp phải những phiền phức không đáng có. Hiện nơi này có mặt rất nhiều quan viên, nếu bị ai đó tố cáo lên bên trên ông quá thất lễ, cái này sự việc làm sao gánh nổi đây? Ngũ Văn Định với Tống Tiểu Ái đều có điểm kiên rẻ, cả hai đều thở dài không ngừng, ai cũng muốn đối với người kia thi lễ nhiều hơn một chút mới an tâm. Ngô Hán Siêu thấy thế cũng không biết nên làm như thế nào mới qua được tình huống khó xử như thế này, đành phải nháy mắt liên tục ra hiệu với Tống Tiểu Ái. Tống Tiểu Ái ngẩng đầu nhìn thấy, vội vàng nói với Ngô Văn Định: "Hàng ngũ đại nhân xin cứ tự nhiên, đại nhân gọi ta có việc, ta đi trước đây." Nói xong, khẩn trương lại thi lễ, không đợi ông ta đáp lễ, liền tức tốc mà chạy đi. Ngô Văn Định vuốt trầm râu rậm mà thờ hồn hển, trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi, nhìn hài tử nói nhỏ quan người tộc man lại không quen lễ giáo thân là thống soái lại không biết lễ nghi triều đình làm hại vi phụ suýt nữa bị người ta hạch tội rồi mà chức quan của cô ta lớn hơn con con và cô ta cũng là người bên cạnh cơm sai đại nhân đúng là khổ cho con rồi ngô hán siêu cười gượng hai tiếng nói không khổ không khổ thật ra thì cũng được phụ thân đại nhân quá lo rồi bố chánh sứ an an văn đào và án sát sứ lục chính mỗi người một bên ngồi bên cạnh dương lăng nâng ly cạn chén thoạt nhìn tình cảm thật là thân thiết dương lăng thần sắc ngưng trệ âm thầm quan sát phát hiện quan viên ở đây đều coi hai người này là người đứng đầu mỗi khi có lời đề nghị một lời nói ra trăm miệng tiếng vâng tuy là trong thực rượu một tiếng mời rượu là nên có nhiều tiếng đáp ứng nhưng cũng có thể nhìn ra quan hệ và uy danh của hai người này trong chốn quan trường mà đô chỉ huy sứ Sơn Đông mới được tới là Lý Sâm, mỗi khi lên tiếng lại không có nhiều người vâng theo, bao gồm chỉ một ít tướng lĩnh dưới trướng của y, mà nhìn vẻ mặt thì cũng không có vẻ là thân cận gì với y cho lắm, lại cứ để y một mình thô lỗ ngồi uống rượu như vậy, khắp nơi tiếng nói tiếng cười, thế nhưng Dương Lăng vẫn tự nhiên nảy sinh cảm giác mà buồn thay cho y. Sơn Đông đô chỉ huy sứ Lý Sâm, gương mặt uy vũ, thân hình cao lớn, đúng là một võ tướng lẫm liệt oai phong. Người này trong đám phó tướng bậc đô chỉ huy sứ không những không phải xuất thân từ quan văn hơn nữa chỉ là dựa vào chính công và sức mạnh mới có thể từng bước từng bước bước lên vị trí cao như vậy chính là mãnh tướng được sinh ra trong tầng lớp dân chúng nghĩ đến việc này cho nên dương lăng mới từ trong đám võ tướng ở binh bộ chọn ra y để đảm nhiệm chức tứ xuyên đô chỉ huy sứ trong tất cả đám quan viên ở thành đô chỉ có một kẻ duy nhất biết mục đích thật sự của dương lăng tới nơi này chính là y dương lăng biết rằng quan hệ trong hệ thống quan viên rất phức tạp kể cả các tướng lĩnh ở trong quân đội cũng đều có phe phái hơn nữa quan viên có chức có vị cao hầu hết đều là quan văn cho nên quan võ ở kinh thành phần lớn đều có chỗ dựa vững chắc hoặc có quan hệ chặt chẽ với một phe phái quan văn nào đấy lại nói quân lính vệ sở bởi vì đã đóng ở đất thổ ti hơn trăm năm trong tương lai cũng còn ở nơi này dài dài cho nên quan hệ với quan viên địa phương cũng rất mật thiết cứ như vậy các mối quan hệ cứ tầng tầng mà chồng lên nhau đan xen vào nhau không hề không có bẻ phái không có quý nhân trợ giúp đám võ tướng muốn phấn đấu cũng cực kỳ khó khăn. Dương Lăng lúc trước nhậm chức thần cơ doanh, quân doanh chỉ có mấy ngàn người, hắn lại có hoàng thượng làm chỗ dựa vững chắc, thế mà vẫn phải chịu sự xa lánh của đám thế lực có sẵn ở đấy. Lý Sâm chỉ dẫn theo vài thân tín tới tứ xuyên, trong thời gian ngắn như vậy cũng không thể làm gì được nhiều. Nếu như bình thường, y muốn tự mình chân chính ở trong quân đội, đạt được quyền uy bậc nhất, ít nhất cũng phải mất 2 năm. Nếu không sẽ phải đem toàn bộ quân lính tứ xuyên, các tướng lính tam ti thay hết người mới giống như một trận hồng thủy tẩy rửa mọi thứ hiện giờ xem ra lý sâm tuy rằng được phong chức danh chính ngôn thuận là tướng lĩnh chỉ huy các vệ sở tứ xuyên nhưng vẫn chưa thể có được thế lực và uy tín ở nơi này nếu như thật sự xảy ra chuyện đám quân lính ở đây 10 phần thì đến tám chín phần là không thể trông mong gì được dương lăng vốn định sau yến tiệc sẽ mất định một ngày một mình gặp lý sâm nhưng thấy tình cảnh như vậy không khỏi mất hứng bỏ đi ý nghĩ này lại vui vẻ uống thêm một ly dương lăng to rộng nói với an văn đào thuộc vương điện hạ là hiền vương của đại minh tiên hoàng cũng đã nhiều lần ca ngợi cũng ra lệnh cho các viên vương và hoàng tộc thân thích phải lấy thuộc vương làm gương để mà tu thân tạo phúc cho đất phong của mình hoàng thượng đương chiếu cũng hết sức quan tâm đến phục vương gia bản quan khi rời kinh nghe nói phục vương điện hạ mắc bệnh nhẹ đã giờ đến thanh dương cung tinh dưỡng hoàng thượng nghe tin trong lòng lo lắng từng dặn dò ta tới tư xuyên tuần tra nhất định phải thay mặt hoàng thượng đến hỏi thăm bệnh tình của vương gia ừ, không biết hiện giờ vương gia đã đỡ chút nào chưa vậy phiên vương đã phụng chỉ về đất phong không được cùng quan lại kinh thành kết giao đây là quy tắc của triều đình dương lăng tuần tra các tỉnh cũng chưa từng đến gặp các hoàng thân vương hầu ở đấy nếu như không có một lý do hợp lý hắn muốn gặp thục vương chẳng những quá đường đột mà thục vương hoàn toàn có thể từ chối không gặp hôm nay ngay trước mặt các quan viên lớn nhỏ ở thành đô nói ra lời dặn dò của hoàng thượng muốn hắn tới thăm bệnh tình của thục vương nếu hắn có tới thục vương phủ thì cũng không có kẻ nào dám ý kiến hơn nữa quan viên có mặt đông đúc như vậy những kẻ có quan hệ chặt chẽ với thục vương phủ cũng không ít chuyện này đến tai phục vương ông ta cũng không có lý do gì để mà từ chối an văn đào thì hắn hỏi tới thục vương vẻ mặt tươi cười trên mặt liền biến mất nghiêm nghị nói vương gia dùng lễ giáo đối đáp dân chúng đất thục trước giờ để đều yên vui càng ngày càng thịnh vượng giàu có luôn ghi nhớ công lao của vương gia Vương gia từ khi lâm bệnh nắng dân chúng đất thục sầu lo hạ thần cũng cảm thấy lo lắng vạn phần thường mời danh y khắp nơi tới khám bệnh cho vương gia. Thế nhưng bệnh tình của vương gia vẫn mãi không có chuyển biến gì cả. Hiện tại vương gia đang ở thanh dương cung tĩnh dưỡng điều trị bệnh tình cũng đã có chuyển biến tốt rồi. Ừ, hôm trước hạ quan tới thăm đã nhìn thấy khí sắc của vương gia tốt lên nhiều rồi. Dương Lăng thì đám quan viên khi nói tới thục vương cũng dừng đũa lộ ra vẻ cung kính, thục vương ở trong lòng quan viên lớn nhỏ ở đất thục này rất có trọng lượng, người như vậy cũng khó trách triều đình phải đối đãi cẩn thận. hắn thản nhiên cười nói, hey, vương gia có hy vọng khỏi bánh. bản quan nghe thấy cũng thấy yên tâm phần nào. đường đi đất thục khó khăn, bản quan tới đây đoàn thân đều đã mệt mỏi dã rời, hôm nay muốn đi nghỉ sớm, ngày mai sẽ đi bái kiến triều vương điện hạ. an đại nhân ngươi xem. À vâng 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 Hạ quan đã sắp xếp nơi nghỉ cho đại nhân ở Văn Thủ Viễn Mời đại nhân đến nghỉ ngơi An Văn Đào vui vẻ đáp Y cũng không phải muốn sắp xếp cho khâm sai đại nhân Đến ở trong miếu của Hòa Thượng Mà ở phố này có tòa miếu Văn Thủ cổ xưa Giống như tên gọi Dương Lăng đến nơi nào cũng chính là điểm xấu Các nơi quan viên vui vẻ tiếp đón hắn Xong 10 người thì đến 8-9 người gặp vận đen Điều này trong chứng quan trường lan truyền An Văn Đào cũng có chút kinh kỵ Không dám sắp xếp hắn đến ở gần nhà mình An Văn Đào phát óc suy nghĩ, tìm cách đem hắn sắp xếp ở nơi thật xa, còn đặc biệt có ý sắp xếp hắn ở Văn Thủ Điện, chính là hy vọng nhờ thần Phật áp chế bớt sát khí của vị Khâm Sai đại nhân này, hy vọng hắn ngàn vạn lần đừng gây lên một hồi gió tanh mưa máu ở thành đô. Dương Lăng không biết suy nghĩ của An đại nhân, hắn tới Văn Thủ Điện, thấy phòng ốc lầu các tuy có chút sơ sài, thế nhưng không khí rất thoáng đãng, xung quanh không có quá nhiều dân cư, rất thích hợp để ăn bài đám thị vệ canh gác bảo vệ cách đó không xa lại có tính chuông cửa phật êm ái ngân nga nghe đến được tiếng chuông trong lòng cảm thấy tính lại hắn lại cảm thấy an đại nhân hẳn là rất thao tổn tâm tư sắp xếp chỗ ở cho mình trong lòng rất là vừa ý quy củ nơi ở của khâm sai đại thần ngũ Hán siêu trước tiên sắp xếp chạm gác cho đám thân tín và các binh lính đem chỗ ở của dương lăng bao bọc vây quanh rồi lại bố trí tầng tầng phòng vệ đem nơi này bảo vệ nghiêm ngặt một ngọn gió cũng không thể để lọt vào Dương Lăng tự mình đi tắm rồi thay y phục, sau đấy một thân nhẹ nhàng khoan khoái tiến vào trong thư phòng. Đúng lúc đó thì mùi tạng hương bay tới, mơ hồ lại nghe thấy cả tiếng tụng kinh. Hắn nhắm mắt lại dưỡng thần thì lưu lại bổng trì cầm thiếp báo lại. Tứ xuyên đô chỉ huy sứ Lý Sâm xin cầu kiến. Dương Lăng hôm nay thấy Lý Sâm ở trong bữa tiệc bị đám con viên địa phương lờ đi. Hy vọng y có thể làm nên việc gì cũng đã tan biến mất. Nếu hắn vừa mới tới, đã lập tức tiếp kiến từng lính trong quân đội e là sẽ làm có người nghi ngờ cho nên khuất tay nói nói với hắn bản quan mệt mỏi đã đi ngủ rồi mời lý đệ nhân trở về lưu đại bồng trùy vâng một tiếng vừa mới bước đi dương lăng lại nói mà khoan dương lăng bộ dạng uể oải ngồi trên ghế ngón tay gõ gó xuống đổ gối trầm ngâm một lúc lâu rồi hạ giọng nói Chào hắn vào đi chưa đến một khắc thì lấy sâm đã hùng dũng ghi phách kiên ngang đi nhanh vào thư phòng thấy dương lăng thì lập tức thi lễ chào theo nghi thức của quân đội lý sâm bãi kiến cầm sai đại nhân dương lang túy mà nói ngồi đi không cần giữ lễ mục đích bản quan đến tư xuyên ngươi là kẻ biết rõ nhất vì sao lại hành động lỗ mãng đến như vậy ta vừa mới tới ngươi liền tới tới thăm trong mắt kẻ khác sao có thể tránh được nghi ngờ vô căn cứ đây lý sâm cũng không khách khí tùy tiện ngồi xuống ghế cười ha hà nói à, đại nhân nếu ta không đến mới chính là khiến người khác hoài nghi kìa thế chức vừa đến tứ xuyên đã truyền tin rằng ta đã từng là đại học sĩ ở nội các kìa sau đó mới điều nhiệm đến làm quan ở đất tứ xuyên giàu có đông đúc này tiểu các lão và đại nhân ta đều quen biết cả ta nếu không tới bái kiến chẳng phải là dấu đầu hở đuôi hay sao lại nói hậu viện của thanh dương cung có ba đài bên trái là hàng sinh đài bên trên có đặt một bức tượng tiểu a nhi màu trắng truyền thuyết có nói rằng bức tượng này chính là thái thượng lão quân lúc mới sinh ở dưới đài sinh trưởng một cây bạch quả cao lớn một vị mặc áo bào màu, màu xanh ngồi trên bồ đoàn ngay dưới tán cây hai chân khoanh tròn hai tay đặt trên hai đầu gối gương mặt thanh quắc khoảng chừng 40 tuổi lúc bấy giờ trung nhượng cận cùng với bố án chính sứ an văn đào và án sát sứ lục chính đi tới thấy ông vẫn đang nhắm mắt ngồi im ba người vội vàng bước thật nhẹ chậm rãi đi đến phía sau lưng của ông cung kính đứng chờ người mặc áo màu xanh đang ngồi sắc mặt trắng xanh không có một tia huyết sắc ông tính tọa thật lâu mới thở dài nói cận nhi sao chu nhận cận vội vàng không người nói phụ vương là hải nhi còn có an đại nhân và lục đại nhân tới thăm phụ vương người ngồi dưới tàng cây bạch quả nhà mắt ngồi thiền chính là đệ nhất thiền vương tính tâm lừng lẫy đại minh chu tân hàn ông không bình luận gì thêm mà chỉ ồ lên một tiếng thả lỏng hai chân xoay người lại nói đã sắp xếp chỗ ở ổn thỏa cho khâm sai rồi an văn đào vội nói dạ vâng hạ quan dẫn theo quan viên văn võ ở đất thục đón khâm sai vào thành khâm sai đại nhân nói qua, hoàng thượng ở kinh thành cũng nhắc nhở đến bệnh tình của vương gia dặn dò khâm sai đi qua tứ xuyên ghé thăm vương gia hẳn là ngày mai sẽ đến <laughs> à, 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 à. hoàng thượng dặn bảo hắn thay mặt người đến thăm ta ư thục vương thản nhiên cười nói cô vương bệnh tình thay đổi thất thường cái mạng này sớm đã không còn nữa rồi Còn phải đến thăm viếng nữa sao À à à à An Văn Đào và Lục Chính sợ hãi mà nói Vương gia là một linh hồn của ba thục Là trụ cột Tây Nam Triều đình và dân chúng ba thục đều hy vọng Vương gia có thể sớm bình phục Vương gia đang lúc trắng niên Chỉ cần tính dưỡng nhất định là có thể bình phục được Mong vương gia không nên nói những lời như vậy Thục vương lắc đầu Khoát tay nói Bệnh của ta ta biết rõ không cần nói chuyện này nữa đi. điều ta lo lắng chính là thế tử nhượng hổ đang ở tự châu điều đình vụ việc đô trương man cùng người hán tranh chấp việc này liên quan đến ba thục và cả an nguy của các tỉnh vân quý bổn vương lúc này không thể tự mình xử lý việc này được thế tử lại là lần đầu tiên đảm đương trọng trách lớn đến như vậy, ta rất lo lắng hiện giờ chỉ mong hai vị đại nhân có thể ra sức giúp đỡ thế tử dẹp yên tai họa này như vậy cũng chính là chuyện tốt cho ba thục rồi việc này cũng là một phận của hạ quan hạ quan nhất định tận sức xin vương gia cứ yên tâm hai người ăn văn đào vội vàng không người thi lễ thục vương gật đầu rồi nói ừm khâm sai đã tới tứ xuyên tình hình chính trị quân sự nhất định là muốn tìm hiểu rồi hai vị đại nhân công vụ bề bốn còn phải tiếp đón sứ giả triều đình lại càng thêm bận rộn những người này không cần phải đến thăm ta bệnh của ta bất sinh bất tớ cũng không cần tới thăm nhiều à, 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 à. Hai người an văn đào Còn muốn nói thêm Thế nhưng nhìn thấy sắc mặt của Thục Vương Đã có chút mệt mỏi Hai người chỉ thở dài một tiếng Không người nói Hạ quan tuân mệnh, Sẽ trở về nha môn Chuẩn bị công văn án thư Chỉnh khâm sai đại nhân Mong vương gia nhất định Phải giữ gìn sức khỏe Hai người biết Thục Vương Hạ lệnh đuổi khách sớm như vậy Nhất định là nhị vương tử Có chuyện quan trọng Không chậm trễ chỉ nói hai câu Lên rời đi hai người vừa đi khỏi chu nhượng cận lập tức khẩn trương hai tay áo buông xuống cung kính đứng trang nghiêm một cử động cũng không dám động thuộc vương gia gia giáo rất nghiêm chu nhượng cận luôn biết giữ mình trong sạch không rượu chè không chẩm mê nữ sắc không kết giao phóng đãng bằng hữu thân mật ngoại trừ vài danh sĩ tài tử như dương thân thanh thành cuồng sĩ thì những kẻ còn lại phần lớn đều là vương tộc thân hữu dù là như thế nhưng nghi vẫn thường xuyên bị thuộc phương khiển trách là bê tha không có tư tưởng tiến thủ Chu Nhượng Cận từ nhỏ đã đối với phụ thân vừa kính vừa sợ. Chu Nhượng Cận chỉ cần nói đúng là lần này hắn đã đến lâu huyện chơi để phụ thân biết được chắc chắn sẽ lại bị khiển trách, cho nên y chỉ biết cúi đầu không dám nhìn ông chờ đợi tiếng mắng. Không ngờ đợi nửa ngày cũng không thấy gì. Chu Nhượng Cận kỳ quái ngẩng đầu lên chỉ thấy Thục Vương kẽ cau mày trầm ngâm một lúc thật lâu rồi mới giống như lầm bẩm mà nói: Dường Lăng là đại thần rất được đương kim thánh thượng tin tưởng. Hoàng thượng vừa mới đăng cơ đã phát thần tử tiến nhiệm thay người tuần du thiên hạ tìm hiểu tình hình quần chính vốn chính là chuyện bình thường nhưng dương lăng rời kinh không dừng lại ở Sơn đông giang tô kim sơn dừng hai ngày mục đích chính là muốn quét sạch bạch liên dương nghiệt của hồng anh hối hắn tới chiết giang phúc kiến lại lấy thân phận tổng đốc sáu tỉnh đứng lên chống hoa và chiêu hàng hải tắc. rồi lại trợ giúp malacca phục quốc hắn tới đâu cũng đều có mục đích cả sau đó tới giang tây hồ nam quý châu mỗi nơi chỉ dừng lại không quá bốn ngày ừ, hắn có nói qua sẽ ở ba thục bao lâu không bẩm phụ vương hải nhi không biết huyền đi công tử chu nhượng cận tính cách anh tuấn kiến thức sâu rộng thế nhưng ở trước mặt phụ thân thở cũng không dám thở mạnh hỏi gì đáp nấy không dám nói nhiều thêm một câu nào thục vương chừng mắt nhìn hắn lắc đầu thở dài nhượng cận à cách đối nhân xử thế con nên học theo huynh trưởng một chút đi. Vi phú cũng có thể cho con làm chút chuyến. Cả ngày con chỉ biết được cùng đám cùng sĩ tài nữ ngâm thờ vẽ tranh. Tự xưng là phong lưu. Thật sự là không có chí tiến thủ. Con đường đường là con thứ của thục vương. Còn muốn mang danh hiệu huyền y công tử. Có gì vui hay sao? Vâng, Hải Nhi đã biết. Chu Nhật Cận cúi đầu càng thấp hơn. Dương Lăng đi qua Giang Tây, Hổ Nam quý châu đều không làm gì nhiều. Đối với tình hình quân chính địa phương cũng không thật sự tra xét. Xem ra Đại Thiên Tuần Thú chỉ là ngụy trang, mục đích thật sự chính là giặc qua và đám hải tắc. Nếu là như vậy, thì hắn cũng không nên ở tứ xuyên lâu mới phải. Thục Vương nhẹ nhàng đứng dậy, Chu Nhượng Cận vội vàng tiến lên đỡ lấy phụ tử hai người chậm rãi bước lên đường đá dẫn đến hàng sinh đài. Hai người vừa đi phía sau hai tiểu thái giám chạy tới cầm lấy một đoàn của thục vương xa xa theo ở phía sau phần lớn các chủng tộc ở đất thục như khương táng Miêu, di tộc nhân đều rất thiếu chiến rất khó chấn áp được hiện tại đô trưởng man lại đang gây hấn mà dương lăng cái người này công trạng to lớn nếu bị hắn biết được nó không chừng sẽ vì thành tích mà lại động binh đao gây ra chiến loạn khiến cho ba thục không ngừng chinh chiến hủy hoại tâm sức của vi phụ nhiều năm kinh doanh mới duy trì được cục diện yên ổn cận nhi à xưa nay ngươi thích tụ tập uống rượu phụ vương thường xuyên của mắng ngươi lúc này ngươi có thể làm hết khả năng huynh trưởng không ở nhà người hãy thay mặt phụ vương tới thăm mở tiệc chiêu đãi dương lăng vài lần khiến cho vị thân cận của thiên tử có chút việc làm tránh hắn ở tư xuyên sinh sử mà hắn còn nói là phụng mệnh hoàng thượng đi thăm ta chúng ta mời lại để tạ ân cũng không có thể tính là vượt qua lễ giáo triều thần vâng phụ vương yên tâm hải nhi sẽ lo liệu Ai, à, thật sự là một thời buổi rối ren mà. Từ khi vi phụ sinh bánh, thổ ti các vùng lại có biến. Huynh trưởng ngươi lại là lần đầu chịu trách nhiệm hòa giải các bộ tộc tranh chấp với nhau. Mà tộc man này xưa nay nổi tiếng dũng mãnh. Hai kẻ chỉ bởi vì tranh chấp một nhúm muối ăn cũng có thể gây ra đại chiến giữa hai bộ tộc mấy vạn người. Vi phụ thực sự rất lo lắng. Đô trưởng man lại là kẻ cực kỳ khó thuyết phục từ trước đến nay đều không phụng lệnh vua Giang Sơn Đại Minh hơn trăm năm Bọn họ cùng người Hán cũng chưa lúc nào Ngừng va chạm tranh chấp cả Năm kia tiên đế còn ban chiếu khen ngợi vi phú Chị chính có công Giáo hóa một vương, Khiến cho đất thục trở thành một nơi yên bình Thịnh vượng Còn truyền các chư vương nói gương vi phú Những lời nói này Vẫn còn văng phẳng bên tai của ta Nếu như lúc này Sự việc của đô trưởng man giản xếp không xong Làm lộ ra chẳng phái Khiến người khác chia cười ấy sao Đồ chỉ huy sứ vừa mới thay người Sự việc náo loạn muốn lên Che giấu sợ cũng không giấu được Vì phụ mặc dù Ở trong thanh dương cung Nhưng sự việc hiểu rõ như vậy Sao có thể yên lòng Sao có thể tu thân dưỡng tính được đây Thuộc vương Chu Tân Hàn Mới khoảng có 40 tuổi Thế nhưng lại giống như bị gánh nặng hoàn xuống chân lưng Biến thành một lão nhân gia tuổi già sức yếu Phải nhờ đến hai tử một bên giúp đỡ Vừa lo lắng nói Vừa đi đến chỗ ở dưới những tán cây xanh cũng trong lúc đó Thục vương hai năm qua thân thể vẫn không khỏe Luôn ở trong nhà Mọi chuyện trong vương phú đều do thế tử nhượng hố Thay mặt giải quyết cá. Thế tử có phong cách giống cha Trầm mồn từng trái Sự sự bình tĩnh Có công lớn bình ổn một phương Cho nên chẳng những được thục vương khen ngợi Mà dân chúng đất thục cũng rất kính yêu Nói như vậy trên thực tế Trong hai năm qua Thục vương thực sự cũng không phải Chu khách khán mà là chu nhượng hồ rồi sao Nói như vậy thật sự cũng không sai Chu Nhượng Hữu là thế tử của Thục Vương Tương lai sẽ là Thục Vương Dân chúng quy phục lại được Thục Vương ủng hộ Vị trí của hắn trong lòng quân dân Tứ Xuyên quả thật là không kém phụ thân hắn ta Tuy nhiên 15 đạo quân thổ ti so với Về thế lực quyền lực Thậm chí còn lớn hơn Thục Vương Phú Và nha môn bộ chính sứ chỉ huy sứ kia Liệu bưu đến Tứ Xuyên mấy tháng Xem ra tình hình như này đã rõ như lòng bàn tay hắn trả lời rất trôi chảy. Triều đình giao cho đám quan lại thổ ti quyền lực rất lớn, các bộ tộc chỉ cần không đề cập đến chuyện của người hán, thì dù là dân chính hay là luật pháp cũng hoàn toàn do quan lại thổ ti tự mình quyết định. dân chúng các bộ tộc nơi này chỉ biết có thổ ti, không hề có ý quy thuận triều đình. thiên hạ đều truyền nhau rằng, thục vương hiển đức lấy lễ giáo đối đãi tạo phúc cho dân, phục hồi kinh tế ổn định trật tự, tạo nên một ba thục thịnh vượng giàu có bách tính ăn cư lạc nghiệp theo tư chức điều tra được những điều này đều là sự thật cá thế nhưng cũng có chút cường điếu vương tộc ở đất thục đông đúc hơn trăm năm qua không ngừng mua đất hiện giờ chỉ lấy thành đô làm ví dụ thôi đất của gia tộc thục vương đã chiếm bảy thành vệ sở đồn điền chiếm hai thành mà chỉ có một thành đã là của nông dân thổ ti còn lại tất cả đều là tá điền của thục vương cá chỉ có điều thục vương thu thế ruộng khá thấp tá điền canh tác thu được cũng không ít hơn đám người thổ ti cho nên đám Tát điền chỉ có mang ơn chứ chưa từng có người nào sinh ra oán giận cả dương lăng đạm mạc cười nói không làm những chuyện chỉ thấy cái lợi ở trước mắt trong cái đám phiên vương coi dân chúng như cỏ rác thì thuộc vương xem ra cũng là khá nhân từ rồi có điều một gia tộc nhiều của cải như vậy đất đai không ngừng tăng lên sớm muộn cũng sinh ra tai hóa. chỉ cần kẻ kế thừa chức vị thuộc vương trong tương lai không hành sự theo lời dạy của tổ tiên hậu đãi dân chúng chỉ dựa vào việc hắn chiếm nhiều ruộng đất như vậy lập tức sẽ đẩy dân chúng vào cảnh nước sôi lửa bỏng thôi. Dương Lăng liền cắt ngang lời của Liễu Biêu. Cứ như vậy, chẳng lẽ lại không có điểm nào xấu hay sao? Thục vương thì hiền minh, thế nhưng cũng không thể bảo đảm toàn gia tộc mỗi người ở trong lòng đều từ bi, đất đai chiếm được nhiều rồi, cũng không cần nhiều tán điển như vậy. Tại sao trước giờ chưa từng nghe nói có dân lưu lạc đến Trung Nguyên vậy? Hay là thục vương có biện pháp nào sắp xếp cho bọn họ hay sao? Trong mắt của Liễu Biêu hiện lên một tia khâm phục nói, đại nhân sáng suốt ở ba thục dân chúng lưu lạc không có đất đai cũng không thể đi làm thuê đúng là không ít tùy chính sách dân chúng không được dẫn tiến không được phép tự ý rời khỏi quê hương đã sớm hữu danh vô thức không còn được thi hành nhưng ở đất thục thì vẫn còn được áp dụng dân chúng lưu lạc bị quan phủ khống chế không được phép lưu vong cho nên đã đi sâu vào trong núi gia nhập các bộ tộc để tìm kiếm kế sinh nhai những tộc man di này dũng mãnh mà người hán chúng ta lại có trí tuệ có sự gia nhập của đám dân này cơ hồ cả vùng thổ ti lại khó đối phó hơn nữa rồi thổ ti đương nhiên thổ ti đương nhiễm tiểu kim xuyên chính là thác bạt vũ cũng là bởi vì không có dụng đất không nghề nghiệp mà chu giạt ở khắp nơi đi theo quan thổ ti khách ba đái lạt ma mà trở thành phụ tá thân tín nhất của hắn ta khách ba là hoàng giáo lạt ma không hề kết hôn cho nên khi chết đã chuyển ngôi lại cho thác bạt vũ thác bạt vũ này có thể do năm đó lăng bạt vất vướng chịu đủ loại đau đớn thê thảm cho nên so với người táng lại càng thù hận người hán hơn hiện tại mặc dù nữ nhi của hắn là thắc bạt yên nhiên cùng với con vợ kế của thục vương là chu nhượng cấn có quan hệ không tầm thường thế nhưng thác bạt vũ vẫn không bước vào thành đô dù chỉ một bước kìa. dương lăng hơi hơi cao mày đất thục nhìn qua chính là khu vực thái bình thịnh trị nhất thế nhưng thực ra thì những sóng ngầm đã bắt đầu dấy lên rồi không biết có bao nhiêu thế lực đang âm thầm chuẩn bị cho cuộc chiến đấy đúng là làm khó cho thục vương không biết ông ta đã hao phí bao nhiêu tâm tư để mà duy trì cái cân bằng và sự thái bình tạm thời bên ngoài này nhưng chỉ cần một chút sơ sẩy một vấn đề bị bại lỗ thì sẽ dẫn đến hàng loạt vấn đề kéo theo làm cho sóng gió càng lớn thục vương lúc này chính là đang ngồi trên đầu sóng ngọn gió rồi tuy nhiên khu vực có nhiều dân tộc chung sống với một gia tộc có rất tâm mà nói cũng là nơi dễ dàng xảy ra những mâu thuẫn gay gắt tạo điều kiện cho đám người có ý đồ mưu phản phát triển giả sử có một kẻ như thế xuất hiện ông ta nắm giữ toàn bộ những nơi giàu tài nguyên thiên nhiên gia tộc của ông ta qua hơn trăm năm tích lũy tích góp từng chút một cũng đủ của cải để phục vụ cuộc chiến lại còn cả vùng đất đai rộng lớn có thể cung cấp lương thảo đầy đủ trong đất của ông ta có nhiều bộ tộc dũng mãnh không cần huấn luyện cũng có thể lập tức chiêu mộ được hơn 10 vạn kẻ trời sinh anh dũng thiện chiến hơn nữa đám người này đối với triều đình cũng không vừa ý chỉ cần lợi dụng điểm này dùng chút xảo thuật cũng có thể khiến cho bọn họ từ đối lập với mình chuyển sang các mặt triều đình đại minh mà ông ta lại có thể lợi dụng được nhận thức xứ sở hơn một trăm năm sống xen kẽ với nhiều tộc người thêm vào đó hứa với bọn họ vài chuyện tốt nhất định sẽ khiến cho bọn họ trở thành đồng minh của chính mình trong lúc đó bản thân ông ta đã có thể có tiếng hiển danh mà kẻ ngồi ở vị trí cao cao tại thượng mang danh thiên tử không làm những việc một hoàng đế nên làm thì trong mắt dân chúng cũng trở thành chuyện hoang đường cả như vậy việc phản này cơ hồ thành công có được bao nhiêu đấy Dương Lăng cẩn thận tính toán một hồi Về mặt lộ ra kinh hãi kết luận Nếu như là ta muốn làm hoàng đế Lại có nhiều điều kiện như vậy Khả năng thành công nắm chắc là rất cao Đáng để ta mạo hiểm tội chu di để thử một lần Như vậy Thục Vương có muốn làm hoàng đế hay không đấy Tương lai liệu Thục Vương có hay không Có rất tâm muốn làm hoàng đế hay không đấy Kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập 127 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại